Đây là cái miếng onigiri của mình. Hơi bị rách một tí thôi nhưng mà đây, cái bánh này. WeExpect TV xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình của mình ngày hôm nay. Thì trong chương trình lần này, WeExpect đã cho mình 1.000 yên như này ở đây. Dị 1.000 yên cơ đấy, để mình đi ăn ở Tokyo này, những cái quán ăn ở đây mình nghĩ là sẽ rất là đắt đỏ, nhưng mà không. May mình sẽ đây là thử thách, là mình sẽ dùng cái 1.000 yên này mình đi tìm tất cả những cái quán ăn rẻ tiền ở tại Tokyo và mình sẽ ăn một bữa rất là ngon lành ở đây. Thì ok, rồi là mình sẽ bắt đầu thử thách này. Dị mọi người, mình đang có mặt tại Kaiten Sushi. Cái chỗ này là một cái chỗ ăn sushi rất là rẻ tại Tokyo, và mình đã phải xếp hàng 15 phút để ăn đây, ăn cái những cái sushi đầu tiên này. Chương trình giao cho mình có 1.000 yên đấy, 1.000 yên ok. Nhưng mà mình đã tìm được món ăn này ở đây 1.000 yên, nhưng mà được đây có thể là 130 yên, nhưng mình được ăn 3 miếng sushi này ở đây rất là ngon luôn. Đây là mình có ăn rồi, ăn rồi mình cũng có nước chấm nữa. Rất là ngon ở Tokyo và luôn kia là tôm nữa này. Sau khi mình ăn xong này mình sẽ tiếp tục đi chỗ khác, nhưng mà đợi đây chờ đợi thời gian hơi lâu thôi ấy, nhưng mà ăn đồ ăn rất là được, ngon và còn rẻ nữa. Cái ăn xong rồi đúng không? 100 điểm kinh nghiệm nữa. Vì có nước miễn phí ở đây nữa. Đây là nước gì? Nước chè xanh luôn nhá. Cho một vòi đây, nóng luôn. Mùa thu mùa đông mà được cốc chè xanh như thế này thì matcha. Còn gì băng của cái quán tiếp theo, giờ ngồi uống cốc này nghĩ xem đi ăn có gì tiếp theo ấy. Chắc là cũng dễ dễ thôi. Thử thách này đơn giản mà. Thì bây giờ đây, cái này là cái thẻ của mình, cái vé mình có thể vào trong này mình ăn. Thì cái chỗ vé này ở đây ăn soba, soba này là gì? Soba này ở trong ga luôn ý. Mình phải chui vào trong ga để ăn. Thì cái ga này là sao? Ga này là như kiểu mọi người đi làm hay là đi chơi hay gì, thời gian không có, rất là vội, thì mọi người sẽ tiện thể ngay ở trong ga đúng không? Và ra đây một cái này không có ghế luôn ý, mình phải đứng để mình vừa đứng mình vừa ăn thế này. Rất là nhanh, rất là gọn, rất là rẻ luôn ý. Chỉ có 320 yên thôi. Ăn số 4, số 3 và 320 yên thì mọi người cũng đã biết nó rẻ cái mức độ như thế nào rồi. Thì đây là cái bát mì của mình. Đó. Thì giờ mọi người thấy là mình đang phải đứng ở đây để có thể thưởng thức cái bát mì này. Bây giờ mình vẫn còn phải tầm hơn 500 yên nữa để đi ăn tiếp. Đây là một món thứ hai thôi. Ok, nhưng mà ăn được bát mì thì nếu bạn nào mà như kiểu bụng mà không béo béo như mình ấy thì đương nhiên là ăn một bát này có thể no rồi. Nhưng mà đối với mình có thể ăn được rất là nhiều thứ như này, không ăn thua gì với mình hết. Mọi người có thể nhìn thấy đây, đây là bát soba này cũng khá là đơn giản thôi, kiểu của Nhật mà. Nhưng mà rất là ngon, mình ngửi mùi thôi cũng rất là ngon đấy. Không tệ, đúng lúc nào luôn, không tệ. Thực sự là lúc nào mà đói ấy, đó những kiểu thay vì mình làm một bát mì tôm hào hảo ở nhà thì mình có thể xuống dưới ga và ăn một bát mì soba nhanh như thế này. Ok, và bát ngoài bát mì này ra ấy, thì mình có thể ở đây nước chấm nữa, gia vị ok, và đương nhiên còn có cả nước miễn phí nữa. Nhị mình vừa mới ra từ trong một cái siêu thị này ở đây. Đó. Thì mình mua được một cái này cũng rất là hay. Cái này là một cái onigiri. Nhưng mình hôm nay hơi đen một tí. Hơi đen luôn, không là mình đã tiết kiệm được khoảng tầm mấy chục yên đấy. Tại vì cái onigiri này là 120 yên, nhưng mà nếu mà được giảm giá ấy, thì chắc là nó còn xuống còn 100 yên thôi. Ok, thì đây là cái miếng onigiri của mình. Nó bị rách một tí thôi, nhưng mà ok, vẫn là một cái onigiri rất là ngon. Để mình sẽ thử ăn nhé. Được phết đi à? Đây có thể là một trong những cái món ăn mà ngày nào mình cũng ăn được luôn đấy. Giá kể, nhưng mà mình vào trong siêu thị mà mình chôm được một cái tí muối vừng ấy, ăn là ngon đấy, nhưng mà không mẹ không có muối vừng nên là thôi ăn như này là cũng được rồi. Thì bây giờ mình tính dương dương thôi, chắc cũng còn hơn 300 yên nhờ, yeah. Còn đi ăn được tiếp ấy. Bây giờ ở đây
Một cái món mà mình rất là thích đó chính là món takoyaki này của mình đến Nhật Bản. Rất mong ăn cái món takoyaki này nhiều lắm. Mỗi tội là cái món này lại đắt. Tận 4 cái là tận 340 yên. Nhưng mà ok không sao, may may là mình có sự hỗ trợ của bạn mình đi theo chung. Cho nên là mình chỉ ăn hai cái takoyaki ở đây là 170 yên thôi. Còn 170 yên còn lại thì mình sẽ bán cho bạn của mình ở đây. Mà mình hơi lách luật tí để chơi cái trò này ăn thôi, ngon lắm. Tưởng là đi ngang qua đây mình cứ ăn cái takoyaki này phí nhờ mọi người nhỉ. Ôi ơi, đây là một cái takoyaki. Giòn, vừa nóng mà chính là ăn nóng mới ngon. Rất là ngon luôn. Sẽ ăn cho anh Đức để anh Đức ăn những món khác. Cái này thì là mình vẫn còn khoảng tầm 260 yên nữa. Nói chung là vẫn còn khá nhiều tiền. Thì mà mình chưa ăn tráng miệng gì cả mà mình vẫn còn 260 yên là nhiều tiền lắm đấy. Thì là mình sẽ vào trong McDonald's này. Nó làm gì? Trong này nó sẽ có kem. Đúng rồi, kem. Mình sẽ vào trong ăn kem ở trong McDonald's này. Kem cũng ngon. Gì. Đây là một cái kem thơm phức của McDonald's. Ok, cái ăn cái kem này xong cái lúc nãy mình cái kiểu hơi uể oải đúng không? Làm một cái kem của McDonald's cái con gì mà vong. Các bạn thấy cái kem bao nhiêu tiền không? Rất là ngon, 100 yên rồi. Cái này là cái món cuối cùng của mình đúng không? À không, tự nhiên mình vẫn còn tiền ấy. Mua cái này bao nhiêu nhỉ? Mua cái này là 130 yên. Tức là mình còn khoảng hơn 20 yên nữa. Câu chuyện mình mua được nhiều thật nhỉ. Đi chơi này, thử thách hôm nay mình thấy dễ thật. Mua 1.000 yên, nãy giờ mình hơi ăn chơi hơi bị nhiều. Mỗi chỗ đến lại xém thêm tí, ăn thêm tí. Cái bánh này ở đây là cái bánh Obayaki. Chẳng biết nó tròn tròn này, trong nó là nhân, xong rồi bánh đậu đỏ bên trong nữa. Ủa? thơm phức. Bên Nhật là có mấy cái bánh này ăn ngon lắm, mà lúc ấy nhìn có cái ông kia ông ấy làm nhanh cực. Giờ mình sẽ thử ăn này nhá. Mời bên trong này. Ngon vãi. Chính ra là cho ít tiền như này mình mới chịu khó mình đi chơi nhiều chỗ tìm nhiều nơi. Chứ còn nếu mà cho mình nhiều tiền thì mình ở một chỗ mình ăn từ đầu đến đít rồi. Nhìn hơi ngoài hơi giống Choco Pie thôi nhưng mà gì. Clip này vẫn chưa hết ở đây, mình vẫn còn thừa tiền đúng không? Mà còn thừa tiền là mình còn mua lời hết sạch tiền thì thôi. Mình mua được thêm 3 cái nữa ở đây. Đây là Umai Bowl, cái bánh này cũng rất là ngon luôn. Cái bánh này nó có 10 yên thôi. Mình lại vào trong Call Mini mình mua thêm những cái này nữa. Thì bây giờ mình sẽ ăn cái này. Rồi, mày nước ăn này hơi bị nhiều đúng không? Không ăn thua. Cái bánh này ở đây thích luôn. Mình quên bạn nào khi mà trong ví mà đang ít tiền thì nhớ vào Combini làm một cái này nó có 1.000 yên thôi. Sorry mọi người, có 10 yên thôi. Kết thúc cái clip này của mình ngày hôm nay ở đây. Từ đầu đến giờ mình đã ăn rất là nhiều món luôn. Ăn sushi, ăn soba, ăn cái bánh đậu đỏ này, rồi ăn cả takoyaki. Mình kể ra nãy giờ quá là nhiều đồ ăn rồi đúng không? Kể thêm cả cái Umebo, cái nhỏ nhỏ này nữa. Quá là nhiều, mình không nghĩ là mình lại có thể thử thách được này ngày hôm nay. Ban đầu là thấy hơi lo đấy, nhưng mà càng chơi mình lại càng thấy là dễ. Cứ đưa thử thách mình cái gì, mình cái là mình chơi được hết mà mình nghĩ. Mọi người sang bên Nhật Bản này cũng có thể đều tìm được những cái này, những cái món ăn này rất là dễ thôi. Mọi người ra đường cái tập trung nhìn cái gì rẻ rẻ là mình pick cái đấy, là mình sẽ ăn được nhiều như thế này luôn. Thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip này của mình ngày hôm nay. Một cái clip mà mình thấy rất là thú vị ấy luôn á. Thì nếu các bạn thích đừng quên để lại cho mình nút like. Kéo bên cạnh nút like có nút subscribe, các bạn phải bấm luôn vào nút subscribe đấy. Kéo bên cạnh nút subscribe có một cái chuông, các bạn bấm vào cái chuông đấy để nhận toàn bộ notification từ YouTube mỗi khi mình ra clip mới. Và nữa, mình là Tước Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.